Xin chào tất cả các em. Thầy Kiêu lại trở lại với một bài toán về sóng cơ. Bài toán này thầy thấy Sở Giáo dục Đào tạo của các trường cũng hay ra thi trong đề thi học kỳ 1 và đề thi khảo sát cuối năm trước khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Nội dung bài toán thế này các em này. Hai điểm MN trên một phương truyền sóng cách nhau một khoảng bằng 1/3 bước sóng. Biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Tại một thời điểm T nào đó, khi ly độ dao động của phần tử sóng tại điểm M là 3 cm, thì ly độ dao động của phần tử sóng tại điểm N là -3. Như vậy ở đây người ta cho hai điểm MN trên phương truyền sóng. Ở một thời điểm bất kỳ thì ly độ tại điểm M là 3 cm và ly độ tại điểm N là -3 cm. Hai điểm MN này cách nhau một khoảng bằng 1/3 bước sóng. Đó. Bài toán yêu cầu tính biên độ sóng. Như vậy, phương trình sóng truyền tại một điểm U bằng A cos omega t trừ 2 pi x xì chi lambda. Đó, đây là phương trình sóng truyền đi đến một điểm, điểm đó cách nguồn sóng một khoảng là x xì. Vậy thì em thấy trong quá trình em học em biết là phần tử sóng dao động điều hòa theo thời gian, đúng không? Phần tử sóng dao động điều hòa thời gian. Vậy thì ở cái chương dao động cơ học ta cũng được học là gì? Khi một đại lượng mà biến thiên điều hòa theo thời gian, để tìm mối quan hệ giữa ly độ và biên độ, ta có thể dùng phương pháp giải là mượn đường tròn để tính, đúng không? Vậy hôm nay bài toán này thầy cũng mượn đường tròn để tính nhá. Đó, vậy thì ở đây người ta cho biết hai điểm MN bằng cách nhau một khoảng bằng 1/3 bước sóng. Lambda chia 3. Đúng không? Đấy, lambda chia 3. Hai điểm MN mà cách nhau một khoảng bằng này. Vậy thì độ lệch pha của hai điểm này, độ lệch pha của hai điểm này thì thế nào? Độ lệch pha này. Delta phi bằng 2 pi x xì chia lambda. Nhá. Đó, vậy đây. Em thấy vậy đây. Nhá. Bây giờ bằng này. 2 pi. Khoảng cách là bằng lambda trên 3. Lambda trên 3. Chia cho lambda là nhân với nghịch đảo 1/ lambda. Vậy lambda với lambda giảm bước hết. Vậy là bằng 2 pi trên 3. Như vậy. Như vậy em thấy là gì? Góc lệch pha giữa hai điểm MN này là bằng 2 pi trên 3. Đơn vị đương nhiên góc lệch pha thì nó là radian. Được chưa? Như vậy bước 1, biết khoảng cách giữa hai điểm thì ta tìm được độ lệch pha của hai cái điểm này. Và thầy ơi, tìm độ lệch pha để làm gì? Tìm độ lệch pha để dùng đường tròn đấy. Dùng đường tròn. Thầy dùng đường tròn. U T. Đó. Như vậy ở đây, đây là biên độ A, đúng không? Đây là biên độ A. Vị trí này là vị trí biên dương, vị trí này là vị trí biên âm trừ A. Đây là vị trí cân bằng. Như vậy và nhớ là gì? Phần tử sóng nó dao động điều hòa, cho nên là ta sử dụng mối quan hệ giữa dao động điều hòa với chuyển động tròn đều, ta dùng đường tròn nhá. Bây giờ 2 pi trên 3 là tương đương với góc 120 độ, đúng không? Như vậy ly độ sóng tại điểm M là bằng 3 cm, ly độ sóng tại điểm N là bằng -3 cm. Như vậy hai cái điểm này đối xứng với nhau, ly độ đối xứng với nhau các em ạ, đối xứng với nhau và cái góc quay giữa hai điểm này là 120 độ. Góc 120 độ, ly độ này, để xác định ly độ này. Góc 120 độ này.
hai điểm đối xứng với nhau, đúng không? Qua ô nhá, hai điểm đối xứng với nhau, lý độ mà, lý độ sóng là trên cái trục này này. Đấy, hai điểm này đối xứng với nhau qua ô, mà hai điểm này lệch nhau một góc 2pi trên 3 là 120 độ. Vậy có nghĩa là đây, góc này 60 đây này, đúng không? Đấy, đối xứng nhau, góc này 60 và góc bên này cũng gì? Em cũng lấy 60 nữa. Đúng chưa? Như vậy đủ chưa? Đủ rồi, 60. Như vậy cái này 120 đúng chưa? Đấy, như vậy góc này 120 này. Đấy. Góc lệch pha giữa hai điểm này, 60. Bây giờ chiếu xuống này, chiếu xuống này. Chiếu xuống. Đấy, như vậy đây là vị trí của điểm N có tọa độ là -3, miền âm. Đây là vị trí của điểm M, điểm M có giá trị dương là 3. Đúng chưa? Đấy, nhá. Vậy thì bây giờ thầy biểu diễn luôn. Thầy biểu luận luôn con số vào đây luôn nhá. Đấy, ví dụ con số luôn đây. Cho em dễ. Có nghĩa là chỗ này là lý độ bằng 3. Lý độ bằng 3. Chỗ này lý độ -3. Bài toán yêu cầu tính biên độ A. Như vậy bài toán này tính biên độ A có nghĩa là đi tính cái bán kính của đường tròn nhá. Biên độ A là khoảng cách từ O đến A, đúng không? Nó chính là bán kính của đường tròn này. Đúng chưa? Đấy, vậy thì thầy đặt đây là O B C. O B C. Thầy biết góc này chưa? Biết rồi này, thầy biết góc này là 30 độ này này. Sao thầy biết? Chỗ này vuông, đúng không? Chỗ này vuông này, trừ đi 60 độ thì chỗ này nó sẽ là 30 độ. Hiểu chưa? Đấy. Bây giờ biết cái đoạn OC là bằng 3. Biết góc này 30 độ. Tìm cạnh huyền. Chính là bán kính của đường tròn. Vậy, làm một cách rõ ràng ra đây để xét tam giác vuông OBC. OC là cạnh góc vuông. Cạnh góc vuông bằng cạnh huyền là OB. Cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với cốt của góc kề với nó. Đấy. Kề với cái cạnh OC cần tính ấy. Vậy là cốt 30 độ. Đấy. Dạy giống như dạy của một em học sinh lớp 9. Đấy. Để cho bạn nào có quên rồi thì vẫn còn biết cách làm. Chứ còn bài này thì nhìn phát ra ngay biết ngay kết quả rồi. Quan trọng nhất là dìu được những bạn yếu tiến bộ, hiểu được. Đấy mới là người mạnh, kẻ mạnh mà kẻ phải giúp kẻ yếu tiến bộ. Chứ còn kẻ mạnh mà nó lại đạp trên vai của kẻ mạnh khác thì đấy không phải là người mạnh, đúng không? Đấy. Vậy thì ở đây bây giờ muốn tìm OB đúng không? OB. OB bằng OC. OC chia cho cốt 30 độ. OC, OC đoạn này bằng 3. À, bài cho rồi, 3. Chia cho cốt 30 độ bằng căn 3 trên 2. Đúng không? Vậy bằng 3 nhân với 2. Đúng không? 3 nhân 2. Chia cho căn 3. Vậy bằng 2 căn 3. 3 chia căn 3 bằng căn 3. 2 căn 3. Đơn vị cm. Đấy. Có nghĩa là gì? OB này nó là bán kính của đường tròn. Nó chính là biên độ A là đoạn OA này. Đúng chưa? Rồi. Như vậy thầy được kết quả bài toán. Đáp án. Câu C. Câu C. Đó. Thầy nói mà nó kỹ càng tỉ mỉ thế này mà các em không hiểu được nữa thì thầy nghĩ là nó hơi vô lý, đúng không? Đấy. Làm từng bước một, giải thích từng ly từng tí một để cho nó rõ ràng. Em nào xem cũng hiểu. Nha. Đó. Dễ không? Dễ như ăn ớt luôn. Này. Dễ như ăn ớt luôn. Cái đoạn này thực ra thầy mở ngoặc ra thôi. Nha. Nếu em nào không nhìn được trên hình này
tính trực tiếp luôn A bằng mấy để khoanh đáp án, thì bây giờ thầy mở ngoặc ra thêm chỗ này. Được chưa? Cho nên có bạn nhắn tin bảo thầy ơi, thầy cũng nhận thầy dạy nó dễ hiểu thật, nhưng mà nhiều khi thầy nói nó hơi dài dòng. Thầy bảo ừ cảm ơn em đã phản biện, nhưng mà vì em là học sinh xuất sắc, vì em là học sinh học giỏi thôi, em có nền tảng toán nó tốt. Con này có nhiều bạn nền tảng toán không tốt, cho nên thầy phải quay về những kiến thức cơ bản nhất để giảng cho những bạn nó hiểu được. Đúng chưa nào? Đấy, vậy thì những bạn mà tốt rồi thì các em chậm chậm lại, dìu bạn, chờ bạn đi cùng với nhá. Đó. Vậy cho nên là thầy được mệnh danh là gì? À, chuyên gia trị học sinh mất gốc. Đấy. Người truyền cảm hứng học cho học sinh yêu thích môn vật lý trên toàn quốc. Cảm ơn tất cả các em. Nhớ thấy bài giảng hay thì phải like mạnh vào cho thầy, nghe chưa? Bye bye các em.